chứ những ban dây đã tôn chung một năng disenclosure rồi rồi lại chứ bắt đầu mà đó chúng tôi mới tiết đã tôn chung một năng expansion module chứ expansion module là này cứ kênh dây bị kênh dây bị expansion module đã tôn chung một năng sát disenclosure đã lại thích anh đi dương miền dương ai miền sát disenclosure rồi cái dương ai miền NVMe disenclosure trên nền công anh ấy cứ dùng expand NVMe port đại nền công cái này đi port or DMA PCIe rồi có infinite band đại nền talk bắt đầu tiết nơi slide không mục nền công cái này port mini sa này anh ấy vừa đã rung trong mượt khơi mà tay về chạy sai dùng khơi run pi nền công cái này hay dùng miếng sai doubt sai mini sa doubt ok chứ nằm bay connect SAN network dân tựa cả switch nếu có nông Huawei khi mình switch bỏ kế recommend xâm rạp thua SAN bởi này là chỉ low latency switch đã chỉ bộ cloud engine rồi có bộ CE chẳng là bỏ kế nâng cứ kì recommend xâm rạp our storage cho trong bộ SAN network như thế chẳng là đi cứ chỉ optical port 10 gig anh ấy cứ chia chồng anh ấy mình mà nhóm đăng thay vì xây khâu hay có thì ta xây đại nhóm bàn lọt thứ ở đây mình học dùng gì mình ta xây dùng gì hay nằm rồi gì sang xây được vì xây khâu anh ấy được chưa mình học dùng gì chẳng vì ai mình port xây dùng gì hay nằm rồi gì uplink cho nên cái nông cả này nếu như ai thua stacking cho nên cái nông storage network bên nào để dùng thua nhóm cụ topology thì what screen cho nên nó SAN network bên này để dùng miền host dùng cái này host nó màu switch chỉ tôi tới kia recommend ở switch nhé thứ chỉ tôi tới cái này kia recommend ở thứ stacking rồi có thuở VPC rồi có AMLEC chứ nơi khi nông vendor ấy cái đảo ấy bên này đã chung phố switch đã pra nơi khi nông data center support very low latency cứ bên này support function tổng hợp này chỉ biết cái stacking cứ đang support đấy bởi tại nơi khi nông data center recommendation cứ dùng tới pra virtual port channel rồi có AMLEC trên virtual port channel nơi cái nông Nexus của Cisco cứ dùng ai configure virtual port channel bên này thầm ấy bên này thầm pin nâng miền separate control plane bên tay miền data plane thầm mối để dùng ai bind port này chỗ này bán thử LCP cho nên vì chỗ riêng network thì nhóm anh dễ đoán network đi anh ấy còn đã chia recommendation bên này dùng connect mối SAN network cứ dùng tầm miền chẳng chẳng bên này dùng connect chỗ enclosure khi dùng cái này bạn trên bàn này ta bật sân chỉ miền switch môi khối switch môi ai đập rong càng nghe tặng ok cho nên cứ chia xây đà chia recommendation deployment bên này để dùng miền SAN network chia recommendation tới configure switch nên tới chia stacking rồi có configure tới chia virtual port channel rồi có AMLEC nó không hữu cái hàng AMLEC green and white. Giờ bọn đi, bà sân chỉ dùng compare với đôi bộ Cisco Nexus chung. Xin như cái. Nhóm chọn như cái thì cho nhìn năng vị. Ok. Sorry. Ok, dừng chỗ mới vĩnh. Cho nên trong cái này dừng dây PCIe switch. Bởi tôi bị dây PCIe switch, chứ là CE này cứ
Việc rạp rộng bằng tại IP đấy. Bạn ta bởi xin chỉ không cả này để dùng Brown Fiber Channel Switch. Cứ dùng trở miền Special Switch đồng bày Forward Fiber Channel Command. Cho nên không send network bởi xin chỉ dùng ọt bà Ethernet rồi gồm iSCSI rồi gồm ảnh thế. Cứ dùng ọt bà FC. Đã nhóm bàn gì bà nè đó. Thì FC nâng việc càng tại Getting Unpopular and Unpopular. Chân kì ọt sơ bà vị thí đời xa tại bà này thà vị thái hơi. Đại sao iSCSI gì à lấy switch via can the efficient tới port via can the bandwidth thông tới chẳng FC ní cứ can the unpopular tới chẳng nên không connection storage dùng miền cable bộ phê tràn nè ok chẳng dùng miền serial cable đại dịch tới connect can serial port mỗi ní đại connect tới can serial port đảm bảo maintenance ấy chẳng thể đảm bảo thơ maintenance asset maintenance terminal ấy chẳng thể chúng ta tiếp cứ mini SAS HD port mini SAS HD port cứ connect controller enclosure tới can this enclosure dương khơi miền a port nè a port chơi không đây dương bằng khơi này nhiều nè a port nè anh đang khi mini SAS hay chẳng mini SAS đang sai với cứ chẳng hay sai với mình bị một phép cứ electrical cable hay là optical cable. Chẳng bởi xin chỉ nhóm recommend, nhóm ai recommend anh em bởi ní, đã xa đào viết ọt bởi bản riêng xài. Bởi xa đây nhóm bản thơ, anh ấy xài với thông mà. Ai thay bản riêng xài như thế. Bởi ta bởi xin chỉ dùng kết lời performance, cứ việc khóc như thế. Hay là cứ support đọc bí, gig, chỉ tu thế, mặc xài nữa. Nhưng còn mình phong đá, AOC cable, chỉ tu thế là nó cứ chỉ cable là dùng ai pra đầm bởi thơ connector PCIe port hay gì đám anh ấy dùng cloth đặc khơi mà ta dùng đá bàn thuê đá tại tôi dùng một PCIe mùi tiết chân miền port mà rồi gig chân mà rồi gig cable đại dương ai pra direct connect rồi viên control enclosure chân mùi những smart disk enclosure bởi đặc cana chân mà rồi gig chân hỏi đăng tập ra chân mùi những NVMe chỉ tụ tớ bởi xác sẽ có dương mình pra speed thông đó mà rồi gì đấy cho những port xem xin tiết đã pra không different purpose đối chỉ port và program gig cứ sử dụng cho môn đi đá còn quarter speed dương miền cái hào 14 data rate rồi có FDR 14 data rate nên cứ chỉ infinite band vì cứ chỉ xài đã connect can infinite band interface module chẳng sai về vì anh chẳng, vì sử dụng chẳng, port vì tập bài chứ. Đôi port đơm rồi ghi anh chẳng. Mới tiết dừng miền patch code, anh ấy dừng mạnh dưới đấy patch code. Patch code này dừng miền bìa page từ tới, dừng miền patch code bộ simplex hay nâng bộ duplex sai về pp chứ. Anh ấy simplex sai mùi. Cho nên còn là chưa overview bộ cable đấy. Bên này là dừng twer cho mùi nâng disenclosure, dừng nâng chụp cable lại nhật trên kế nhưng ta chụp ở mùi này chụp pin này cho nên nó chỉ vật bất áp xe in tiết nhưng cái thay dương nghỉ chụp về nhưng chụp khăn trên kế cứ áp pin này nhưng erase chụp pin này nhưng chưa là chụp tràn mộng để ra ta dương nâng thuở bộ hybrid storage cho nên cái thay dương nâng chụp bộ SAS mini SAS nâng tràn trên kế tràn trên áp xe in tiết